Tiểu sử cuộc đời Thánh Francisco thành Assisi. Thánh Francisco thành Assisi, tiếng Ý là Francesco di Assisi, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1181, mất ngày 3 tháng 10 năm 1226, còn gọi là Thánh Francisco khó khăn, là một tu sĩ công giáo Roma sáng lập dòng anh em hèn mọn, được biết đến nhiều hơn với tên dòng là Phan Sinh. Giáo hội công giáo xem ngài là thánh bổn mạng loài vật, chim trời, môi trường và nước Ý. Ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày lễ kính Thánh Francisco. Francisco là con trai của Pietro di Bernardo, một doanh nhân thành đạt, và Pica Bullimont. Người ta không biết nhiều về người mẹ ngoại trừ quê quán của bà là nước Pháp. Hai người có 7 người con. Francis chào đời khi người cha đang ở Pháp. Mẹ ngài cho con chịu lễ rửa tội với tên là Giovanni di Bernardo, theo tên của Gioan Tẩy Giả, với mong ước con trai của bà sẽ sớm lớn lên trở thành một nhân vật tôn giáo. Khi trở về Assisi, người cha hết sức tức giận vì ngài không muốn con mình trở nên một người của giáo hội. Pietro gọi con theo một tên khác là Francesco, một hình dung từ trong tiếng Ý có nghĩa là thuộc về Pháp, ngụ ý sự thành công của ngài trên thương trường và lòng đam mê của ngài dành cho mọi sự thuộc về nước Pháp. Đề kháng lại nghề nghiệp kinh doanh cũng như những khát vọng giàu sang của người cha, cậu bé bộc lộ nỗi đam mê dành cho sách vở. Cần nên biết, chính nhờ tiền bạc của người cha giàu có mà Francis được hưởng một nền giáo dục ưu tú. Nhờ đó cậu thành thạo trong kỹ năng đọc một số ngôn ngữ, trong đó có tiếng Latin. Francis nổi tiếng trong vòng bạn bè nhờ tử lượng cao và giao du rộng, đa phần là với con cái của giới quý tộc. Ngay từ những ngày này, Francis đã tỏ ra thất vọng đối với thế giới cậu đang sống, thể hiện qua cách xử sự của công tử Francis khi gặp những người hành khất. Và một ngày, lúc cậu đang vui chơi trác táng với bạn bè, một người hành khất tìm đến nài xin của bố thí. Trong khi mọi người không hề quan tâm đến tiếng kêu la của người ăn mày, Francis dốc hết túi của mình cho người ấy. Bạn bè sống lại chế giễu, và khi về nhà, cậu lại hứng chịu cơn thịnh nộ của người cha vì nghĩa cử này. Năm 1201, Francis gia nhập đội quân viễn chinh đến Perugia, bị bắt giữ làm tù binh trong một năm tại Colestra. Có lẽ trải nghiệm tâm linh đã đến với Francis trong thời gian này. Sau khi trở về Assisi năm 1203, Francis buôn mình trở lại với cuộc sống phóng túng. Nhưng đến năm 1204, một cơn bạo bệnh đánh động tâm hồn của Francis và dẫn cậu vào một khủng hoảng tâm linh. Năm 1205, Francis rời bỏ Perugia để đến gia nhập đạo quân của Pietro di Brienne. Trên đường đi tại Spoleto, một khải tượng lạ lùng đã khiến Francis quay trở lại Assisi và nhấn chìm cậu sâu hơn trong cuộc khủng hoảng tâm linh. Người ta kể lại rằng, khi từ chối những trò giải trí và những buổi hội hè đình đám với bạn bè, những người này trêu chọc Francis và hỏi có phải cậu sắp kết hôn không. Cậu trả lời là phải, với một cô dâu đẹp hơn bất cứ những người phụ nữ nào mà các cậu từng gặp. Francis ngụ ý là sự nghèo khó, hay còn gọi là Lady Poverty, một thuật ngữ mà ngài thường sử dụng sau này. Francis dành nhiều thời gian sống trong cô độc, nài xin sự noi dẫn từ Thiên Chúa. Dần dà, Francis tìm đến chăm sóc những người mắc bệnh phong, căn bệnh bị xã hội thời ấy xa lánh. Đang sống trong những trại phong gần nhà, khi hành hương đến đất La Mã, Francis ngồi bên cửa các nhà thờ để hành khất cho những người nghèo. Cha của Francis là Pietro, trong cơn giận dữ, cố làm cho con trai tỉnh trí. Trước tiên bằng những lời dọa nạt, rồi đến sự trừng phạt thể xác. Sau cùng, trước sự hiện diện của một giám mục, Francis bác bỏ quyền làm cha của Pietro, cũng như từ bỏ quyền thừa kế của mình. Trong 2 tháng kế tiếp, Francis đi hành quất trong vùng Assisi. Khi trở lại thị trấn, Francis bắt tay phục hồi các ngôi nhà thờ đổ nát. Trong đó có Progenscola, một nhà nguyện nhỏ bé trong khuôn viên đại giáo đường Saint Mary of Angers, ngay bên ngoài thị trấn, sau này trở thành nơi ngài ưa thích. Ngày 14 tháng 6 năm 1206, Francisco lại nghe tiếng Chúa Kitô kêu gọi ngài tái thiết đền thờ Thánh Damanio. Luôn mau mắn và tận tâm, Francisco đã từ bỏ đời sống cũ và chấp nhận sống cho một ẩn sĩ. Khi bị cha bỏ tù rồi dẫn đến Đức Giám Mục như một đứa con bất phục, thánh nhân đã khước từ mọi quyền lợi lẫn của cải, cả đến áo quần đang mặc nữa. Vào cuối giai đoạn này,
một bài thuyết giáo đã được thay đổi cuộc đời của Francisco. Nội dung bài giảng tập trung vào phúc âm Matthew, thuật lại lời của Chúa Giêsu bảo các môn đồ chớ đem theo mình tiền bạc, ngay cả gậy hoặc giày khi họ đi rao giảng phúc âm. Từ sự soi dẫn này, Francis hoàn toàn cống hiến mình cho cuộc sống nghèo khó. Mặc áo vải thô, đi chân đất và theo giáo huấn của Chúa Giêsu, ký thuật trong sách phúc âm. Không đem theo gậy hoặc túi sách, Francis khởi sự rao giảng thông điệp ăn năn. Môn đệ đầu tiên đến với Francis là Bernardino di Quintavalia, một luật gia tên tuổi trong thành phố. Rồi những người khác tìm đến. Trong vòng một năm, Francis có được 11 môn đệ. Francis quyết định không tìm kiếm chức vụ linh mục và quy định cộng đồng của ngài sống trong tình huynh đệ. Vì vậy có tên là Frates Minor, có nghĩa là những anh em hèn mọn. Cộng đồng theo đuổi nếp sống đạm bạc trong một trại phong bị bỏ hoang tại Rivo Toro gần Assisi. Dành nhiều thời gian rong ruổi đến các ngôi làng trong vùng đồi núi Umbria, thể hiện tinh thần lạc quan và thường ca hát, tạo ấn tượng sâu đậm trên người bằng những lời khuyên giải ân tình. Năm 1209, Francis cùng 11 môn đệ đầu tiên đến La Mã để xin giáo hoàng Innocent III cho phép thành lập một dòng tu mới. Họ gặp giáo mục là Giorgio thành Assisi, đang tháp tùng hồng y giám mục Sabina, Lord John of St. Paul. Vì hồng y có thiện cảm ngay khi gặp Francis và đồng ý tiến cử ngài gặp giáo hoàng. Hôm sau, giáo hoàng Innocent miễn cưỡng tiếp Francis và các môn đệ. Sau vài ngày, giáo hoàng chuẩn thuận Francis được phong chức phó tế và được phép đọc phúc âm trong nhà thờ. Đức giáo hoàng Innocent III sau phút ngập ngừng đã nhận ra nơi người giáo dân ngay thật và nhiệt tình này một tông đồ chân chính và ban lời chuẩn nhận vào tháng 6 năm 1210. Nhóm huynh đệ trở về Assisi, họ sống trong những chiếc chòi ở Riventro gần Poggio Nicola và rao giảng sự thống hối trên khắp nước Ý. Đầy đơn sơ, họ làm đủ mọi việc và sống bằng nghề ăn xin. Chính sự đơn sơ như tiên thần của Francisco mà họ coi là hiền huynh và hiền mẫu là gương sống hướng dẫn họ đến con đường thiêng liêng. Chưa có một tổ chức nào cả, với phép của Francisco, họ đi khắp nơi như các anh em thông hối nghèo miền Assisi. Từ đó, dòng tu mới của Francis phát triển nhanh chóng. Ngày 8 tháng 5 năm 1213, bà tước Orlando di Chucci ban tặng Francis núi Lavana. Ngọn núi này là một trong những địa điểm ẩn cư của Francis, thường đến để cầu nguyện. Trong năm ấy, Francis đi thuyền đến Maroc, nhưng bị bệnh tật buộc ngài phải bỏ dở cuộc hành trình và quay về Tây Ban Nha. Sau khi trở lại Assisi, một vài quý tộc, trong đó có Tomasco da Celano, người viết tiểu sử cho Francis, và một số nhà trí thức đã tìm đến để gia nhập dòng tu. Ngày 29 tháng 11 năm 1223, bản nội quy của dòng tu gồm 12 chương được chuẩn thuận bởi giáo hoàng Horatius thứ ba. Ngày 14 tháng 9 năm 1224, theo tự thuật, từ một khải tượng đặc biệt, Francis nhận lãnh và mang tên mình các dấu nhục hình của Chúa Giêsu khi ngài bị treo trên thập tự giá. Theo lời thuật của sư huynh Leo, người có mặt vào thời điểm ấy, đột nhiên ông nhìn thấy một Sephard, một thiên thần có cánh sau trên một cây thập tự. Thiên thần này đã ban cho ông 5 vết thương của Chúa Kitô. Mặc dù có những tra vấn về tính xác thực của chúng, hiện tượng này trong trải nghiệm Francis thuật lại được giáo hội chấp nhận. Bị đau mắt và có lẽ là do sự đau đớn của các dấu nhục hình, Francis được đưa đến chữa trị tại một vài thành phố như Siena, Cortona, Nocera, nhưng không hiệu quả. Cuối cùng ngài quay về Poggio Nicola, ngủ trong một transtio, một túp lều dành cho các tu sĩ già yếu, kế cận Poggio Nicola. Cảm nhận được sự cuối cùng đã cần kề, Francis dành thời giờ thuật lại những trải nghiệm tâm linh của mình. Ngay từ trần vào chiều tối ngày 3 tháng 10 năm 1226, khi đang ngân nga thi thiên thánh vị, ngày lễ của ngài được cử hành vào ngày 4 tháng 10 hàng năm. Ngày 16 tháng 7 năm 1228, Francis được phong thánh bởi giáo hoàng Gregory thứ 9. Gregory thứ 9 chính là hồng y Ogolio di Contio, một người bạn và là người bảo trợ của thánh Francis. Hôm sau, giáo hoàng đặt viên đá đầu tiên xây dựng giáo đường thánh Francis tại Assisi. Các nhà phê bình văn học xem thánh Francis là nhà thờ đầu tiên của nước Ý. Francis tin rằng giáo dân nên cầu nguyện với Thiên Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Những trước tác của Ngài được viết bằng phương ngữ Oromia thay vì tiếng Latin. Chúng được xem là những tác phẩm lớn cả trong lĩnh vực văn học và tôn giáo. Tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của Ngài là bài Kinh Hòa Bình và Kinh được hàng triệu Kitô hữu cất lên khi cầu nguyện cho hòa bình nhân loại trong suốt hàng trăm năm qua.